Không lâu sau khi sa thải huấn luyện viên Pochettino, Tottenham Hotspur đã có nhà cầm quân mới. Đúng như dự đoán của giới chuyên môn và cũng như là những nguồn tin bên lề, Jose Mourinho là người được tin tưởng để giao chiếc ghế nóng tại đội bóng thủ đô London. Trang chủ của Spurs vừa đăng tải thông báo chính thức về việc bổ nhiệm chiến lược gia người Bồ Đào Nha cách đây không lâu. Theo đó, cựu huấn luyện viên của câu lạc bộ Manchester United sẽ đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn đến hết mùa giải 2022-2023. Jose Mourinho là một trong những huấn luyện viên thành công bậc nhất của bóng đá ở thời điểm hiện tại. Chiến lược gia 56 tuổi đã giành được 25 danh hiệu lớn nhỏ trong sự nghiệp cầm quân của mình. Trong quá khứ, Mourinho đã trải qua 7 mùa giải làm việc tại giải Ngoại hạng Anh, 5 mùa cùng Chelsea và 2 mùa cùng Manchester United. Ông cũng có 3 lần nâng cao chức vô địch Premier League cùng với The Blue vào các năm 2005, 2006 và 2015. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha Luis Rubiales xác nhận huấn luyện viên Luis Enrique sẽ trở lại dẫn dắt đội tuyển nước này trong thời gian tới để thay thế cho nhà cầm quân Roberto Moreno. Chia sẻ với giới truyền thông, ông Luis Rubiales nói: "Tôi có thể khẳng định rằng Luis Enrique đã đủ khả năng để trở lại dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha. Ông ấy nói rằng sẽ dẫn dắt đội bóng đến hết World Cup 2022 và tôi tin rằng điều đó là điều xứng đáng với ông ấy." Hồi tháng 6 vừa qua, huấn luyện viên Enrique đã rời vị trí huấn luyện viên của đội tuyển Tây Ban Nha để chăm sóc con gái bị bệnh. Ở trận đấu đầu tiên trong lần thứ hai dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha, huấn luyện viên Enrique sẽ cùng La Roja có trận đấu giao hữu trước thềm vòng chung kết Euro 2020 vào năm sau. Thông tin Tottenham chính thức sa thải huấn luyện viên Mauricio Pochettino được fan MU đón chào nhiệt liệt. Nhiều cổ động viên của Quỷ Đỏ đã viết trên Twitter cá nhân những dòng trạng thái kêu gọi ban lãnh đạo đội bóng này bổ nhiệm ông Pochettino thay thế cho huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer làm thuyền trưởng mới của câu lạc bộ. Trước đó, Manchester United từng được liên hệ rất nhiều với Pochettino, nhưng mức phí giải phóng hợp đồng của huấn luyện viên này khiến họ lưỡng lự. Theo báo chí Anh, Manchester United đang chiếm ưu thế trong cuộc cạnh tranh sở hữu tiền vệ tài năng 19 tuổi người Thụy Điển của câu lạc bộ Atalanta, Dejan Kulusevski. Kulusevski đang được Atalanta cho Parma mượn và anh đã ghi được 2 bàn thắng và có 5 kiến tạo sau 13 trận ra sân cho Parma từ đầu mùa. Những màn trình diễn đầy hứa hẹn của tiền vệ này đã thu hút mối quan tâm của Wolverhampton và Southampton, nhưng Manchester United được cho là đang chiếm thế thượng phong, có thể chiêu mộ Kulusevski vào mùa hè sang năm. Atalanta định giá Kulusevski 40 triệu euro và giám đốc thể thao của đội bóng này Giovanni Sartori thừa nhận họ không thể từ chối những đề nghị chuyển nhượng hấp dẫn dành cho Kulusevski.